Trái đất cách đây vài trăm triệu năm trước, khi con người còn chưa xuất hiện, mặt đất đã được rung chuyển bởi những dấu chân của các loài khủng long. Là một trong những loài khủng long to lớn từng xuất hiện trên hành tinh chúng ta đã tuyệt chủng, chúng luôn mang lại sự tò mò cho các nhà khảo cổ học bởi sự bí ẩn. Thời gian qua, có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về loài này, thì hôm nay, Unchecked sẽ chiều lòng các bạn bằng một video chi tiết nhất có thể về một trong những sát thủ hung tợn nhất của thời đại khủng long. Mời các bạn đến với loài khủng long săn mồi Utahraptor, kẻ gây dựng nên đế chế khủng long săn mồi của vùng đất Utah. Những gì chúng ta biết. Utahraptor có nghĩa là kẻ săn mồi vùng Utah. Tên của nó được đặt dựa trên tên tiểu bang mà nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991. Đây là một loài khủng long thuộc chi Theropoda. Hiện nay chỉ có duy nhất một loài được công nhận, đó là Utahraptor ostromaceorum, cũng là thành viên có kích thước lớn nhất của họ Dromaeosauridae. Mẫu vật hóa thạch được tìm thấy có niên đại từ tầng Barremia vào đầu kỷ Creta cách 125 triệu năm. Utahraptor được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1970 ở khu vực phía tây nước Mỹ khi các nhà khảo cổ học bắt đầu tìm kiếm và thu thập hóa thạch tại khu vực Cedar Mountain Formation, bang Utah. Tuy nhiên, cho đến khi tiến hành phân tích chi tiết, việc phân loại và đặt tên cho loài khủng long này mới diễn ra vào đầu những năm 1990. Sau đó, các nhà khoa học Jim Kirkland và Robert Gaston công bố các phát hiện của họ. Kể từ đó, Utahraptor đã trở thành một trong những đối tượng nghiên cứu chính của những nhà khoa học đam mê khảo cổ học và cổ sinh vật học. Vào năm 2018, các nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng Utahraptor là loài khủng long biểu tượng của tiểu bang Utah và sau đó đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Ban đầu, Utahraptor được sắp xếp để thay thế một chi khủng long khác là Allosaurus, một hóa thạch chính thức của tiểu bang, nhưng đến cuối cùng quyết định được đưa ra là Utahraptor sẽ trở thành một biểu tượng khác của bang này. Lịch sử nghiên cứu. Một con khủng long săn mồi Utahraptor trưởng thành có chiều cao khoảng 2 mét, chiều dài cơ thể từ đầu đến đuôi là từ 6 đến 7 mét. Cân nặng của chúng dao động từ 300 đến 800 kg, gấp 2 lần so với gấu xám ngày nay. Có thể nhảy cao từ 4 đến 5 mét. Thiết kế khung xương của nó là giống chim, với xương đã rỗng nhưng mạnh mẽ. Hàm có cấu tạo bất thường nhất, với mặt trước của hàm dưới cong về phía trước. Hầu hết, những kẻ săn mồi vào cuối kỷ phấn trắng chứ không riêng gì các loài thuộc nhóm Velociraptor đều được bao phủ bởi lông ít nhất là ở một giai đoạn nhất định nào đó trong suốt vòng đời của chúng. Mặc dù không có bằng chứng nào đưa ra xác đáng rằng Utahraptor sở hữu lông, nhưng các nhà khảo cổ học khá là chắc chắn về điều này. Chim Microraptor là một trong những loài khủng long chân thú giống chim lâu đời nhất và có dạng nguyên thủy hơn khủng long săn mồi Utahraptor. Kể từ khi phát hiện Microraptor và các loài cùng họ khác có sở hữu lông, đây là lý do rất hợp lý để giả định rằng các đặc điểm này đã có mặt trong tất cả các loại khủng long cùng họ chân thú giống chim. Ngày nay, hầu hết các nhà cổ sinh vật học đều đồng ý rằng những con khủng long ăn thịt của kỷ Mesozoic đều sở hữu máu nóng. Chính vì thế, Utahraptor cũng không ngoại lệ. Chúng là một động vật săn mồi lớn, có lông vũ, tích cực săn mồi. Khủng long săn mồi Utahraptor gần như là sinh vật máu nóng. Đặc điểm sinh học. Utahraptor là một loài động vật săn mồi chủ động. Loài này thường săn các động vật lớn hơn mình, chẳng hạn như khủng long Ceratopsian, Hadrosaurid và Ankylosaurus. Utahraptor được cho là thông minh và xử lý thông tin nhanh chóng để săn mồi. Loài này có thể sử dụng các giác quan của mình để phát hiện con mồi từ xa, bao gồm thị giác, thính giác và khứu giác. Utahraptor cũng được cho là có thể săn mồi theo bầy. Điều này giúp loài này dễ dàng hạ gục những con mồi lớn hơn. Utahraptor cũng được cho là thông minh và xử lý thông tin nhanh chóng để săn mồi. Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng con cái của loài này có thể chăm sóc trứng và con non của mình ngay cả khi chúng chưa chịu đi đứng được. Ngoài những thông tin đã được đề cập ở trên, Utahraptor còn có một số đặc điểm sinh học thú vị khác. Ví dụ như,
loài này có một hộp sọ lớn chứa một bộ não rất phát triển. Điều này cho thấy Utahraptor có trí thông minh cao, tương đương với một con chim bồ câu. Utahraptor cũng có một cái đuôi dài và khỏe để giữ thăng bằng khi chạy, nhảy cũng như để tự vệ khỏi kẻ thù. Như ở phần chính mình đã nói, Utahraptor được phát hiện ở khu vực Cedar Mountain Formation, bang Utah của Mỹ. Hàng trăm năm trước, nơi này từng là một vùng đất rộng lớn với những thảm cỏ và cây bụi xanh tươi. Nghiên cứu về thực vật hóa thạch trong khu vực cho thấy rằng các loại cây bụi có lá dày và cứng. Chúng có thể chịu đựng được khí hậu khô hạn và ngày càng khắc nghiệt hơn khi thời tiết vào mùa hè. Các nhà khoa học cho rằng điều này đã giúp loài khủng long săn mồi như Utahraptor sống sót và phát triển trong môi trường khắc nghiệt của thời kỳ phân trắng. Cách chúng săn mồi. Nhờ đôi chân khỏe mạnh và rắn chắc, Utahraptor có được tốc độ như những vận động viên điền kinh giúp cho việc đuổi bắt con mồi trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, bộ móng vuốt sắc nhọn của chúng cũng là vũ khí hết sức lợi hại, dùng để tấn công những loài có kích thước to lớn hơn. Theo một vài nghiên cứu cho thấy, nó có thể đã giết con mồi có trọng lượng từ 1 đến 2 tấn. Nhà cổ sinh vật học Gregory Scott Paul cho rằng, Utahraptor không nhanh và là một thợ săn phục kích bắt mồi. Chúng thường tấn công con mồi là những con khủng long ăn cỏ lớn như cự đà đương đại và khủng long chân thú hiện đại. Cấu tạo mạnh mẽ và móng vuốt liềm lớn cho thấy nó rất phù hợp để săn những con mồi như vậy. Utahraptor là một trong những loài khủng long lớn và đáng sợ nhất từng tồn tại trên trái đất. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loài khủng long đặc biệt này. Nếu các bạn thấy video này thú vị, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông đăng ký để không bỏ lỡ những sản phẩm của nhóm chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin donate ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.